Sau khi hay tin mẹ ruột Ngọc Châu đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, hàng xóm đều tỏ ra bàng hoàng, thương xót. Sáng ngày 14 tháng 8, không khí đau buồn phủ lên những nhà dân ở ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, Tây Ninh. Ngay từ con hẻm nhỏ dẫn vào nhà bà Đặng Thị Gái, mẹ Hoa hậu Ngọc Châu, cờ tang được treo lên, xung quanh ai nấy không còn cười nói rôm rả như mọi hôm. Mọi người ngồi thẫn thờ trước một quán bán đồ ăn sáng của cô Hiền, nói về sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Cô gái cũng hay ra đây ăn sáng lắm, chúng tôi ai cũng quý mến gia đình cô. Hôm qua biết tin cô mất trên đường đi làm dãy về, mọi người ai cũng sốc. Ngay trưa hôm qua tôi cũng đã vào thắp nén hương cho cô. Lúc đó chỉ có chị gái của Châu ở nhà, Châu chưa về. Tội mấy chị em, cô Hiền nghẹn ngào kể lại. Người dân ở đây cũng cho biết dù là mẹ của Hoa hậu nhưng bà gái sống rất chân chất. Sáng vẫn dậy sớm, mặc đồ bình thường, mang dép lê và chạy chiếc xe máy cũ đã từ nhiều năm nay. Chưa kể, bà còn thường xuyên lên dãy trông coi chăm sóc mía, mì, cao su, rồi chạy về. Không ai nghĩ rằng mẹ Ngọc Châu sẽ gặp tai nạn trên đường về nhà bởi ngày thường bà vẫn chạy xe rất cứng, khỏe mạnh và không có bệnh gì. Cô Hồng là hàng xóm thân thuộc của gia đình nàng hậu 9X, cho hay cô gái cổ gần gũi thân thiện với mọi người lắm, cổ cười với mọi người suốt. Người ta mà con gái làm hoa hậu thì cũng sẽ có xa cách chứ cô gái thì không đâu. Nhà cửa vẫn thế, xe máy vẫn thế, không nói thì không ai biết cô ấy là mẹ của hoa hậu luôn. Cô Hạnh kể, hôm qua chồng tôi báo tin mẹ em Châu mất rồi, chúng tôi sốc lắm. Ai cũng thương chị em Châu, thương bà gái, bà ấy nhỏ hơn tôi có vài tuổi mà ra đi bất ngờ quá. Được biết, nhà cô Hạnh ở cạnh trường tiểu học Lương Định Của, nơi ba chị em Ngọc Châu theo học. Chồng cô là người giảng dạy trực tiếp Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 suốt nhiều năm liền. Trong ký ức của cô Hạnh thì nàng hậu 9X là một cô bé đáng yêu, từ nhỏ đã cao hơn bạn bè trang lứa, lại rất chịu khó học tập. Em Châu chịu khó học hỏi lắm, còn bà gái thì chúng tôi biết từ trước đến nay rồi. Bà lam lũ vất vả nuôi con thấy thương lắm. Không có dám ăn tiêu gì cho mình, làm được bao nhiêu cũng tích góp gửi lên cho con ăn học. Bây giờ con cái thành tài rồi mà bà vẫn không chịu nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, cứ ra dãy làm hoài, cô Hạnh xót xa nói. Liên quan vụ tai nạn khiến mẹ Hoa hậu Ngọc Châu qua đời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh mới đây đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 tại ngã ba đèn tín hiệu giao thông trên tỉnh lộ 785. Tỉnh lộ này là đường nhựa thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Lúc này, bà Đặng Thị Gái lái xe máy đi hướng thị trấn Tân Châu về Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú. Khi đến gần ngã ba trên, một chiếc xe buýt mang biển số 70H050XX do tài xế Võ Tấn Thành, sinh năm 1989, ngụ huyện Tân Châu, lái chạy hướng ngược lại đang giảm tốc độ để dừng đèn đỏ. Bất ngờ, bà gái lái xe máy ở chiều ngược lại, chuyển hướng từ phải sang trái, tông vào đầu xe buýt. Cú va chạm khiến bà ra đi mãi mãi, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do bà gái chuyển hướng đột ngột. Trước khi chuyển hướng, xe bà gái không va chạm với bất kỳ phương tiện nào, vị này chia sẻ. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 8, đại diện Hoa hậu Ngọc Châu đã thông báo mẹ cô vừa đột ngột qua đời. Gia đình Hoa hậu Ngọc Châu vừa trải qua một mất mát vô cùng to lớn. Trong thời gian này, Hoa hậu Ngọc Châu xin phép tạm dừng mọi hoạt động và tạm hoãn các kế hoạch đã định để dành thời gian ở bên gia đình trong giai đoạn khó khăn này. Ngọc Châu thành thật xin lỗi các đối tác và quý khán giả vì sự gián đoạn không mong muốn. Rất hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ quý vị, công ty quản lý của nàng hậu cho biết.